大河向东流啊，天上的星星参北斗啊。Đó bắt được em, đó là bắt được em, không bắt được làm sao. Mấy người mà thích đi uống bia ôm mà không có rủ ai, thích đi một mình, kêu là mười mấy hai mươi em ra phục vụ vậy đó, thì cuộc đời người đó sau này sẽ như sao? Rất là sướng nha. Vì tại cái thời điểm hiện tại này nè, quán karaoke cái giá thì nó không còn rẻ như hồi xưa, cái thời thầy nữa. Nói mà cái tiền bia với cái tiền hát không là đủ thốn rồi. Bởi vậy, một người á chỉ dám kêu một em thôi, không ai dám kêu mà mười mấy hai chục em hết á. Nên cái người mà kêu nhiều như vậy là rất là sướng. Sướng. Ba ơi, gái gọi nè. Gái gì gái mày? Đâu đưa coi. Trời ơi, gọi đâu giờ này trời. Đó, chuyện mà ba nói không có bờ. Mày ngồi đây mày nghe mà được gì mày về mày không mát mẹ mày à. Chết tao nha mày. Alo, anh nghe đây nè bé yêu. Có chuyện gì mà điện anh giờ này vậy? Anh ở đâu vậy? Anh chạy ra tiệm thuốc, anh mua thuốc qua cho em gấp đi. Em bị làm sao mà mua thuốc gì? Không biết, người em giờ khó chịu lắm. Khó chịu hả? Cái mặt em bây giờ đang nóng và đỏ lên đúng không? Ừ, đúng rồi. Vậy là nứng rồi. Cái này không cần uống thuốc đâu. Bây giờ em tắm rửa sạch sẽ, nằm nghiêng ráo nước chờ anh qua. Em mới bị rụng dâu tối hôm qua, chắc nó hành. Cái gì? Rụng dâu là tới tháng hả? Rồi đang tới tháng điện tôi làm chi bà nội? Qua có làm ăn được gì đâu. Cái bà cho vay tiền góp. Ba nhắc bà tháng này chưa đóng tiền. Hey, sưng sưng ơi, sưng đã về. Đang làm gì vậy? Thì đang ăn dưa hấu ngon. Cắn thử cái coi chơi. Đứa thì đi làm thấy mẹ, còn đứa tối ngày ăn ở nhà ở không. Sung sướng quá, ghét cái thầy. Ừ, vậy đi, biết điều gặp nhiều may mắn. Đang thất nghiệp chứ đâu phải tôi làm biếng đâu. Trời ơi, cạp miếng dừa cũng rớt nước mắt luôn. Trời đất ơi, mới sáng sớm bước ra gặp bà này cái muốn bước vô ăn cái củng đự à. Trời ơi, thay dục thì ta lấy cái dây ta cột cái đầu nó, ta nghịch xuống háng giống mấy nhỏ kia đó. Đã là bê đê rồi mày cái láp thì cẩn thận. Ông đi ra đây, ông coi bạn bè của ông kìa. Coi ai mà đàn ông như ông không? Suốt ngày ngồi ở nhà đang áo len, không hề rủ hai ba bà trong xóm quấn bài tí sắt. Bé bó tay ông luôn, nhỏ xuống. Cầm lon lên, nhỏ, nhậu say mới được về đó. Cái gì vậy? Cha này nhậu ghét bị khùng hay sao trời? Trưa nắng ra đây làm gì anh ba? Đang tập thể dục không thấy sao hổ? Anh tập thể dục gì mà ngộ đời vậy? Hay người ta đi nhiều chuyện quá. Cái thằng cha này làm cái gì mà mờ ám dữ trời? Lụm gạo. Lụm gạo nè. Mẹ mấy hôm nay mấy gà mất quài, tôi nghi nghi rồi. Cha già ba này ghê thiệt chứ. Bà ơi, để sáng mai tôi rửa được không? Chứ giờ người tôi thấy tôi mệt mỏi, chóng mặt, tay chân nó bủn rủn, không có đứng vững nữa. Nhức đầu, chóng mặt, tay chân bủn rủn, làm không nổi chứ gì. Coi coi coi, bà vô trong gom hết đồ qua đây. Tôi thấy khỏe rồi, sung sức lại rồi. Ông bị làm sao vậy? Không biết bị gì mà tự nhiên ngồi cái tim đập bịch bịch khó thở quá. Chắc bị tăng huyết áp rồi. Để tôi uống miếng trà đường. Để tôi ra tiệm thuốc tây tôi mua thuốc cho uống nha. Ê, không không cần đâu. Cái này chút xíu hết à. Tôi thấy ông mệt lắm rồi đó. Thôi để đi quy xe chở đi bệnh viện nha. Không 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 sao đâu. Tốn tiền lắm. Tôi vô tao nằm nghỉ chút xíu là hết à. Trời ơi, bệnh gần chết tới nơi không lo mà sợ tốn tiền. Để tôi chạy ra tôi kêu thằng Mỹ nó chạy xe ôm nó chở ra bệnh viện. Ông ơi, ông đâu rồi sao em ra vậy? Ê, tôi khỏe rồi bà ơi, hết rồi. Khỏi kêu xe. Khỏi kêu xe nha.